Bây giờ mình sẽ đổ 5.000 lít bia xuống cái bể này. Mọi người đừng rời mắt khỏi màn hình nhá, cùng đó xem, ok. Thích. Mời cả nhà nhá. Đây là thịt trâu các bếp các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Nào, 1, 2, 3. Ui, buồn lắm mọi người, tắm bia. Anh cho cảm nhận, từ bé đến giờ anh tắm bia bao giờ chưa? Từ bé đến giờ mình chưa được tắm bia bao giờ các bạn ạ. Chỉ được uống thôi. Thật quá mọi người ạ, lần đầu tiên được tắm với 5.000 lít bia. Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ đào một cái bể bơi ngay trong sân nhà tôi. Tôi sẽ đổ đầy 5.000 lít bia vào tắm. Bây giờ mình sẽ kiểm tra độ sâu của bể. Mới được có 80 phân thôi. Mới có được 80cm thôi. Còn thiếu 20cm nữa. Bây giờ mình sẽ tự sửa các góc của bể mà máy không thể làm được. Chào mọi người nhá, mình đã chuẩn bị 5.000 lít bia. Chia cho 100 bom này mọi người ạ. 5.000 lít bia cho 100 bom này. Bằng thể tích của nó là mỗi bom này là 50 lít. Bây giờ mình sẽ đổ xuống bể. Bây giờ mình sẽ đổ 5.000 lít bia xuống cái bể này. Mọi người đừng rời mắt khỏi màn hình nhá, cùng đó xem, ok. Chào mọi người nhá, mình sẽ là YouTuber đầu tiên tắm với 5.000 lít bia. Anh cho cảm nhận, từ bé đến giờ anh tắm bia bao giờ chưa? Từ bé đến giờ mình chưa được tắm bia bao giờ các bạn ạ. Chỉ được uống thôi, hàng ngày thì vẫn uống nhưng mà chưa được tắm bao giờ. Bây giờ hôm nay sẽ cùng bạn trai Lào Cai tắm thử xem cảm giác nó như nào các bạn nhé. Bia biết là uống ít thì tốt nhưng mà uống nhiều thì không tốt, bụng béo và xấu dáng, ngoài ra còn ảnh hưởng đến gan thận. Cho nên là bây giờ mình sẽ đầu tư bia để tắm cho đẹp da. Ok, không bắt chước dưới mọi hình thức nha, vì rất là tốn kém. Xin giới thiệu mọi người nha, đây là bia tươi 100% nha. Đấy ạ, ôi lạnh đấy. Ôi, ôi, lạnh quá. Lạnh lắm. Từ từ, lòng vào đi, lòng vào đi. Nào, mọi người ơi. Nào, 1, 2, 3. Ui, lạnh lắm mọi người, tắm bia. Tắm bia đẹp da mọi người ạ. Buốt lạnh quá. Lạnh đâu. Anh đâu rồi, anh đâu. Buốt mà. Buốt lắm. Ui, tuyệt vời luôn mọi người. Ôi mọi người ơi, đẹp da lắm. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên cảm giác tắm bia là phải nói là good job. Ui, lần này mát rồi, làm quen rồi với nước. Cảm giác, cảm nhận bạn thế nào Long ơi? Cảm nhận của mình là cảm nhận bạn thế nào? Về đi. Người ra đường con gái nó mà nhìn thấy nó bảo nhà anh có bán bia không, mà nhìn anh em thấy say quá kiểu đấy. Chào mọi người, mình đang được ngâm trong gần 5.000 lít bia mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ xả đợt bia thứ hai xuống cho nó bằng cái thành này luôn. Hiện tại là mình đang được ngâm này mọi người này. Đây là bia nhá, toàn bộ xung quanh mình ấy là bia hết nhá mọi người nhá.
Mình đã đổ hơn 5.000 lít bia rồi và mực nước bia nó chỉ được như này thôi. Mong muốn của mình là sẽ bằng cái mép này nhưng mà không đạt mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đổ thêm 100 bình đá xuống nữa. Ủa, lạnh quá. Khề lắm mọi người ạ. Ôi. Lần đầu tiên trong đời được tắm bia. Tầm khoảng 15 phút nữa bắt đầu nó tan đá rồi. Wow. Sướng quá mọi người ạ, lần đầu tiên được tắm với 5.000 lít bia. Đây, đây toàn bộ là bia nha mọi người nhá. Nước bia này có thể uống được luôn nha. Người ta nói là uống bia cho đẹp da mọi người. Hôm nay mình thử xem. Nhưng mà cảm giác là dùng cái bọt nó lau lên người nó trơn trơn, nó mịn mịn mọi người. Thích lắm. Mọi người ơi, tắm bể xưa rồi, tắm biển cũng xưa rồi, tắm lá thuốc cũng xưa rồi, bây giờ là phải tắm bia. Đây là cái bể bơi mình đã chuẩn bị chứa được hơn 5.000 lít bia. Đây là bia tươi nha mọi người nha. Wow. Hơn 5.000 lít bia đây mọi người. Hơn 5.000 lít bia đây, được cái bể bơi như thế này. Ôi, mát quá. Chào mọi người nhá. Vậy là cái bể bơi của anh em mình đã bơm được hơn 5.000 lít bia rồi. Vì cái diện tích của cái bể này là rộng hơn 6 khối mọi người ạ. Rộng hơn 6 mét khối. Cho nên là 5.000 lít bia, hơn 5.000 lít bia của anh em mình cũng không thể lấp đầy được cái miệng này. Lúc đầu ban đầu anh em mình đổ ấy thì là cái bọt của nó đổ tràn hết ra ngoài này, nhìn rất là đẹp luôn. Nó là dạng kiểu bể bơi, bể bia vô cực ấy mọi người. Thì bây giờ là có bia nhưng mà phải có mồi nữa. Đấy. Bây giờ đây. Tắm hơi đói rồi các bạn ạ. Bây giờ chuyển qua nhộng. Làm tí ẩm thực mọi người ạ. Mà anh em mình đợi cả ngày rồi. Mời mọi người nhá. Đợi cả ngày rồi để cái bia bơm cái bể này cho nó đầy ấy mọi người. Mời cả nhà nhá. Đây là thịt trâu các bếp các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Để mà nói ấy, thịt trâu chuẩn ấy thì mọi người mà mua cả 1kg một ấy, giá mà dưới 1 triệu ấy, nói thật là một là mọi người dính phải hàng đông lạnh. Hai ấy là hàng hải quan thanh lý, cũng là hàng đông lạnh. Còn bể còn là thịt trâu chuẩn như chị họ mình bán ấy. Cái này là 1.3 triệu 1kg. Thế là thịt trâu chuẩn sấy 100g luôn mọi người. Anh và em... nó không bảo quản được lâu đâu mọi người ạ. Anh có em hàng mua thịt trâu vui lòng liên hệ Chai Lào Cai nhé các bạn nhé. Ăn khá là mềm và ngon. Vị nó có măng kén hạt tỏi đấy. Các cái gia vị của Tây Bắc các bạn ăn rất là được. Các em thử cao. Chưa. Quên á. Làm cái bia. Có cốc rồi. Bây giờ làm cái đùi gà các bạn nhé. Bây giờ em sẽ tiếp chịu chịu thôi. Mình đổ hơn 100 bịch đá xuống cái bể bơi này rồi. Mình đổ hơn 100 bịch đá. Mình đổ hơn à, chịu đúng chéo rồi. Nhớ. Thấy chưa? Chịu đúng rồi. Đấy. Thấy chưa? Được. Thấy chưa? Mình đổ hơn 100 bịch đá xuống cái bể bơi này rồi nên là bia nó hơi nhạt một xíu. Nhưng mà vẫn nồng nặc mùi bia mọi người, vẫn là chất mùi bia. Còn anh em mình chuẩn bị hẳn một can riêng để uống ấy. Cái này đắng rồi. Đổ hơn để tắm. Thấy không? Mời các bạn nha. Từ từ đợi em phát. Ui. Ui. Nó chà này mọi người. 25 lít mà uống hết được. Hãy cánh nha. Cảm ơn. Mời các bạn nha. Làm thêm con gà đi. Anh em đi. Mời mọi người nhất đây con gà nướng nha mình nha. Đó. Chấm nha.
mình đói không? Gà nướng thì mình không thích lắm các bạn, nhưng mà mình chỉ khoái món thịt trâu này. Đây. Gà cứng. Thì cả nhà mà nó dai. Bể nó cứng quá. Đây các bạn, thịt trâu rồi. Trâu nó bên rồi. Phải ăn từ từ mình, ngọt mềm tuyệt vời các bạn. Các bạn nào mua thịt trâu các bếp vui lòng liên hệ Trai Lào Cai các bạn nhé. Đây mọi người này, nếu mà ai quan tâm thịt trâu các bếp ấy, cứ liên hệ thẳng với mình nhé. Mình cam kết là thịt trâu chuẩn luôn, nói không với hàng hải quan thanh lý, nói không với hàng đông lạnh, không có hàng mà có gia vị của Trung Quốc đâu các bạn nào mà ăn những cái đồ cay của Trung Quốc. Có một số nơi bán thịt trâu các bạn ngửi các bạn biết nha. Thịt trâu nhà mình mềm, thứ thịt nó mềm, nó đỏ mà nó vẫn có một chút da dai nhá mọi người nhá. Ngọt nhỉ. Cái mắc cái mắc vậy, gia vị rất là vừa tầm. Ăn uống thì như này nhật tiếng này. Tắm bia, ăn thịt trâu, nghe thịt gà. Trong hai món này mình khoái nhất thịt trâu mà. Thịt gà mình không thích lắm. Thịt trâu khi em gửi cho em ăn suốt, em hư hỏng, em ăn, em ăn gà nhiều này, gà này ngon mà. Còn đây là thịt gà nhà em ấy, cái chuẩn thịt gà nhà ấy, cả nhà bắt mang mổ ấy. Vì nó ra ấy. Con này là con gà mái cho mình. Vừa luôn rồi. Lạnh nhờ. Bây giờ bia vẫn còn giữ được nhiệt mọi người, lạnh lắm. Lần đầu tiên tắm bia bảo thế nào hả đâu? Khoe mọi người ạ. Xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra. Tớ nghĩ là sẽ không rất hiếm khi có lần thứ hai được tắm như này nữa đâu mà. Bởi vì chi phí một lần đầu tư như này rất là tốn kém. Nó là nhiều chục triệu cơ mọi người ơi. Chân lên nhá. Cái này nó có một chút gọi là, à không, cái này nó có gọi là xa xỉ không nhỉ Lâm nhỉ? Cái này á, nó hơi xa xỉ. Cái này nó thật là để xa xỉ cũng không phải là xa xỉ đâu, bởi vì nó chẳng đáng mấy đâu mà mọi người. Với người giàu thì chẳng đáng mấy đâu. Nhưng mà với anh em người nhà bọn mình ấy thì nó cũng là nó có giá trị. Cái mùa hè này nó rất là có giá trị luôn. Mọi người nên nhớ nhá, bia ấy thì uống thì rất có hại cho sức khỏe, và uống nhiều ấy nó sẽ có hại cho cả gan cơ. Nhưng mà bia ấy, lấy những cái bọt này này mọi người này, tắm bia ấy thì nó rất là tốt cho da. Đó, không khuyến khích mọi người uống bia. Nhưng mà nếu có thể thì mọi người có thể tắm bia được. Nhưng mà nhá, khuyến cáo nhá, không bắt chước dưới mọi hình thức nha mọi người nhá. Không bắt chước theo dưới mọi hình thức. Vì chi phí đầu tư rất là tốn kém. Đó, mọi người có thể xem là trải nghiệm không? Đó, cảm nhận này. Tắm bọt này. Đó. Theo mình có được biết trên báo chí với lại ở trên những cái thông tin trên mạng ấy, thì người ta bảo là tắm bia là rất tốt cho da đấy. Nó có thể là những bệnh người nào bị bệnh da liễu ấy, nó góp phần chữa được những bệnh da liễu đấy. Được. Tôi đi còn ấm lắm. Mà tắm cực. Nhưng mà bây giờ mình cũng kiểm chứng, mình thì không có bệnh da liễu đâu, nhưng mà hôm nay mình thử tắm xem về da nó có đẹp hơn không. Đấy. Mình cũng phải trải nghiệm để biết được mọi người ạ. Ủa, nước bây giờ vẫn còn lạnh lắm mọi người ạ. Đó, mọi người xem, bia đấy. Đó, đây là bia đó mọi người. Đây là lúa mạch đấy mọi người ơi. Đây là lúa mạch đó mọi người. Hả? À. Thích lắm mọi người. Ôi. Ôi. À. Nhưng mà lạnh quá là ơi. mình đang vơ vét lấy bọt lắm ơi, lấy bọt này này. Ừ. Lấy bọt này đắp lên người này. Lấy bọt này đắp lên người này mọi người này. Đó. Lấy bọt này đắp lên người nó rất là tốt cho da luôn mọi người. Đó, lấy bọt này đắp lên người để rửa. Rất là tốt cho da. Quá. Bia dưới cái bể này, bởi vì mình đổ hơn 100 bịch đá và cộng với bia nó lạnh sẵn rồi ấy. Bây giờ nó vẫn còn lạnh, nhưng mà nhiệt độ rất là lạnh luôn.
Và bia này chia sẻ với mọi người nhá, bia này là mình lấy thẳng từ nhà máy, họ vừa lấu xong mẻ ấy là mình lấy luôn. Đó, bia tươi đấy mọi người ạ. Bia tươi thì uống thì ngon lắm. Anh em hầu như là nhiều người ấy nhở hay uống bia chai nhở, nhưng mà mọi người uống bia tươi ấy cảm giác nó đã hơn nhiều. Mà bia tươi mà tắm bằng bia tươi ấy thì còn đã nữa. Cuộc đời sống được bao lâu đâu đúng không mọi người, cứ phải thử trải nghiệm đi để biết được là tắm bia là như thế nào. Thích nhở không? Lạnh lắm. Nhưng mà theo lập nghĩ nó có lạnh bằng ở Bắc Cực không? Không, không lạnh đâu. Lạnh nó cũng không lạnh bằng lòng của con người đâu. Không lạnh bằng trái tim của con người đâu. Lòng thôi nhỉ. Lòng người lạnh luôn. Tôi lấy mặt lấy bia rửa mặt này. Wow, đầy quá. Ôi, này bỏ mạnh nhớ. Để mình tặng cái bọn rửa mặt có biết khó hết một mọi người ạ. Còn nhiều quá mọi người ơi. Mê lắm mọi người. Lúc mới đổ ra nó còn có ga cơ, lúc đứng xuống cảm giác nó còn nhiều gai ốc ấy, nó tác động vào da ấy. Cái bọt bia này tắm này rất là tốt này mọi người. Đó. Wow. Nhưng mà mỗi một lần tắm bia như này thì là chỉ có thể tắm trong ngày thôi mọi người, để ngày hôm sau là bia nó bị hỏng mất rồi. Bơi đường chéo lại dài hơn này, bơi đường chéo cả bác người bơi dài. Bơi đường vòng. Đó. Bây giờ anh em mình thi lặn không? Xem ai lặn lâu hơn không? Thế thi lặn không? Thi lặn đi. Xem ai lặn được lâu đi. Lặn á? Ừ, không lạnh lắm. Lặn không lạnh lắm. Lạnh nó không lặn được đâu. Lạnh lắm này. Mặc. Người ta bảo là bạn bè từ lúc tắm chuồng với nhau ấy, nhưng mà đây bọn mình từ lúc tắm chuồng đến lúc tắm bia với nhau nhá. Ngày bé thì tắm suối, lớn lên tắm bia cùng nhau nhá. Thôi bây giờ là mình xin kết thúc video ở đây mọi người ạ. Thật sự là rất là thích luôn. Và cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này và xem hết video này. Một lần nữa thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Nếu mọi người thấy video thú vị ấy, thì cho mình xin một cái đăng ký kênh nhé. Và bấm vào cái chuông thông báo để kênh mình càng ngày càng phát triển hơn. Và cái chuông thông báo mỗi khi mình ra video mới thì mọi người sẽ có thông báo và mọi người tiếp tục vào xem và ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye. Mình cũng phòng ra này, cũng